Chuyển sang phần tin thế giới, ngày 16 tháng 6, giới chức Nhà Trắng nhận định Mỹ không kỳ vọng có đột phá trong quan hệ với Trung Quốc trong chuyến thăm dự kiến của Ngoại trưởng Antony Blinken tới Bắc Kinh vào cuối tuần này. Theo cố vấn an ninh của Nhà Trắng Jake Sullivan, trong chuyến công du Trung Quốc sắp tới, Ngoại trưởng Blinken sẽ giải thích rõ hơn chính sách của Washington trong bối cảnh nước này đang thực hiện đường lối ngoại giao mạnh mẽ để giải quyết căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo kế hoạch, ông Blinken sẽ thăm Bắc Kinh từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 6. Các nguồn tin cho biết, Ngoại trưởng Mỹ có thể sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm này. Giới chức Mỹ cho biết, mục tiêu chính của người đứng đầu ngành ngoại giao nước này là có những cuộc thảo luận ngay thẳng, trực tiếp và xây dựng với các quan chức Trung Quốc. Giới phân tích tin rằng, chuyến thăm ít nhất cũng sẽ chỉ ra một điều, đó là mối quan hệ song phương được đánh giá là quan trọng nhất thế giới này sẽ không đi chệch hướng. Dù không có tín hiệu về sự đột phá, nhưng chuyến thăm của ông Blinken có thể mở đường cho những hoạt động tiếp xúc ngoại giao khác và không loại trừ khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình trong năm nay.